dài thì không có rượu rồi, chuyện hết là bán không có rượu. Phải con chó nhà ông hay sao ấy? Không phải, đây chó nhà bác rồi. Thôi thế thì thôi. Không ra đâu. Thế thì bác đi. Nhà chó ơi. Chú bán là 200 thôi. 100 bán thì lấy. Không phải con đi mạch công an bây giờ. Chó chó không. Đưa con chó đi nào. Chó thì con gà thì không có rượu rồi, chuyện hết đúng rồi. Nhưng mà cái con chó đi vào chắc cô ấy con chó nhà bán, con chó nhà bán không có rượu. Ba ơi, ba có hỏi chị cây quả này bao nhiêu cân? 5 cân. 5 cân. Thế bây giờ cháu lấy nhá. Vâng, cháu lấy hết đi. Cháu lấy đầy rổ đi. Sau khi đưa cháu thì được. Quả này chín hết rồi nhờ bà nhỉ? Chín rồi. Thì cháu bứt nhá. Cái sao này thì cháu cũng mà. Cháu lấy thì cháu chọc luôn. Cây thì nó chọc hơi khó mà. Cháu treo được mà. Vâng.
nhiều thế nhỉ. Dụng hết à? Giờ đi lấy ra gốc kia ngồi sạch xong rồi bứt cây lá ra thôi, xong rồi mang đi chợ bán. Nhiều rồi đấy, làm ra như xong rồi còn đi về với Yến đó. Yến chắc ở nhà chờ rồi. Ba ơi, ba, cháu vặt xong rồi, lên cân cho cháu với. Để ở trong kia hả bà? Đây, mang cân trong ạ. Bảy cân hết bao nhiêu? 4.000. 6.000 cân. 5.000 một cân. 40.000. Cái gì tiền bạc tính nhé. Vâng. Rồi đi chợ thôi nhé. Một tí muộn. Cảm ơn bác. Vâng. Nhé. Chứa thế này họ mới mua. Vâng. Rồi một tí như sao. Cái răng này cần rõ không ạ? Cái này này, cần gọn đấy. Đi bà nó gọn rồi. Vâng. Đó đi nhá. Ừ. Đi không tí muộn. Có chó lên nốt thì bán thì không kịp. Chỉ không rượu. Yeah. Go back.
Đây. Để xem có tiền không có nên nốt con chó đi thôi. Vào đây nào. Tao nhé, đi tao bán rồi lấy tiền uống rượu rồi cũng có tiền rồi. Tao đi nhé. Nhé. Thank you.
quả nó rơi, quả chín đấy. Ấy có lấy chân ngọc này, chọc vào chân luôn đấy. Tôi của bác rồi, chắc bác phải đi khách. Không biết hôm qua bà ốm khỏi chưa, chờ vào xem á. Chắc nó đánh ngủ chắc là không khác đâu.
Giờ bà ở đây xong chối nấu ăn cho bà nhé. Đi hết rồi, cháu mới nấu cho bà ăn. Ngày cháu ra nó không thấy xe ô tô, chắc là bác đi khách với bà. Dạ. Vâng, thế bà ở đây nhé, cháu đi nấu đồ ăn cho bà. Vâng. Đây nhé, cháu đi nấu đồ ăn cho bà. Vâng. Cho ăn nhé. Thế nhé, mẹ kia để cháo cho bà. Thank you.
ăn. Con ăn cơm chưa? Dạ cháu một tí cháu làm cháu ăn, bác ra trước đi. Bác với lại nhà bà giúp cháu nhiều người cũng không biết lấy gì để đáp cho nhà bác nữa. Thế bà cũng không muốn cho cháu đi nữa. Cháu đi thì ngay không có ai trông bà ấy. Bà đi. Nắng mà. Con cũng đang khóc nè bé, cháu về đây cháu bà trông xem nó một tí đi. Thế bà ăn nhé. Bà trên đâu bà không đi được rồi. Con ở với cụ nhé, làm thơm cho cụ ăn nhé. Mày con lớn con mới đi nhà con nhé, mình là con bé lắm nhé. Rồi đừng khóc nhé, nhờ mẹ nấu cháo cho cụ ăn con khóc à. Ăn khóc khóc kia chứ. Bác ở nhà như vậy ai sửa cho bác nhỉ? Con mệt lắm không? Đúng rồi. Ừ. Em sang bên con tí nào. Người em hơi giọng dính luôn. Dạ. Em già. Em già. Em già. Em ăn cơm chưa? Dạ, em ăn rồi. Em ăn rồi. Em cuốn ở đây và cầm vào một tí rồi. Này. Đưa thêm để cháu. Mẹ dễ hơn thế này. Ăn rồi. Nếu mày nấu mà rồi. Con còn ở đây với bà nhé, với cụ nhé. Bố mẹ con đi làm nhé. Anh không bị kiếm. Em bị nào sợ mất, em cần. Thế nào anh cần gì, anh hỏi em cứ cho biết. Thế để cho bà trốn. Bố mẹ đi làm nhé. Em để em đi kết bác đã nhé. Bà dạo này sức khỏe vẫn ổn không chút bà? Vâng. Bà đỡ đỡ rồi. Bà sắp xuống núi đấy. Ừ. Hôm nay chú đi đâu rồi bà? Chú đi khách rồi. Thế mẹ cuốn ở nhà mới nấu cháo cho bà ăn. Thế mai các cháu đi thì ai trông bà? Chú toàn đi làm đi vắng. À vâng. Thế ở đây cho con nó lớn một tí rồi đi. Đi đi đâu thì phải mẹ về với bà nhé. Ba nghỉ ngơi nhé. Bạn cháu đưa con cúm lại anh đã. Chó nhà bác mà. Thôi không dám lấy đâu, con chó này không phải sợ con bà. Chó, không.
không mua đâu, thấy con chó này chắc là không phải chó nào, không lấy đâu. Không lấy à? Không mua. Không mua. Thôi thế thì thôi. Không lấy đâu. Thế là bác đi. Vâng. Thì bán chỗ khác đây. Vâng. Bác đi đi. Trăm thôi. Con chó này to mà, cố gắng giúp chú 200. Không. 100 thôi, 100 bán đi lấy. Nhá, thế này thì cho chú 900 dưới nhá. Không. Con này còn bé mà. To mà. 100 thôi, 100 bán đi lấy. 700 có được. Bán cho mình đi vậy. Ơ. Sao bố lại bế con chó của con? Ơ. Con chó của con mà. Không phải đâu, tao lấy chó, tao lấy chó cho của mày. Dạ, tin chú đi về nè. Chó của con mà. Không phải. Đừng giả tiền chị, chó này chó của em. Con này lằng nhằng thế nhỉ, thế có bán không nhỉ? Con, mua ăn trộm của con. Con đi mách công an bây giờ. Chó của tao, làm gì chó của mày? Chó của em thôi chị ạ. Làm gì chó của mày? Nếu đấy. Của em thôi, em thấy có con này lằng nhằng thế nhỉ. Chó của em thôi. Con nuôi đứng nữa. Tao làm gì chó của mày, đưa đây. Chó của con thôi. Đưa đây tao. Chó đấy cho tao ngay, chó của tao, đưa đây, đưa ngay, đưa đấy, mình nói nghe không, đưa đấy. Đưa con chó đây cho tao. Đưa đây. Nào chưa? Ốm nào chưa? Ừ, mẹ nói mẹ nhẹ một tí rồi. Đấy, cái sữa này cho con cuốn nó một câu đó. Cho cuốn mẹ này cuốn, cuốn nấu cơm cho mẹ ăn. Ăn cơm à? Má nó nấu cơm cho ăn à? Ừ, chén nấu rồi. Đây là mua hai câu, nó nấu một câu ở đây rồi. Ừ, mẹ ăn một câu, cho nó một câu. Đi, đi, ngủ chưa? Thế thằng này thấy mạnh nó ra làm cơm nước cho ăn chưa? Mạnh có hát chơi bác ạ. À, nó ngủ rồi à? Vâng. Được rồi, bác biết tí này. Ôi, mẹ cầm bị cái nào. Bíp bíp bíp. Nè, ngủ rồi nhỉ. Ngủ rồi. Đất ép ngủ rồi nhỉ. Ngủ rồi. Này, đi mẹ đi. Để ông làm cơm nước cho bà cụ ăn nào. Bà ăn được à? Vâng. Ba có ăn được không? Có. Này, đi ở mẹ nhé, ông đi làm gì nhé. Rồi, đây mẹ đặt con xuống đây ngủ nhé.